Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những bằng chứng oan sai trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Ngày 9 tháng 8, một trang truyền thông quốc tế tiếng Việt có bài phỏng vấn luật sư Lê Văn Hòa, người nắm rõ những điểm có thể chứng minh là ông Chưởng bị kết án oan. Luật sư Hòa từng là tổ trưởng kiểm tra án oan của ban nội chính trung ương và là người trực tiếp được giao nhiệm vụ xem xét lại đơn kêu oan về vụ án của ông Nguyễn Văn Trưởng trong giai đoạn 2013-2014. Sau đó, ông Hòa có thời gian làm luật sư tư vấn hỗ trợ pháp lý cho ông Nguyễn Trường Chinh kêu oan cho con. Luật sư Hòa cho biết ông căn cứ vào nhân chứng, vật chứng, tan chứng từ hồ sơ vụ án và một số nguồn từ các nhà báo để khẳng định vụ án Nguyễn Văn Trưởng là oan sai rất rõ ràng hình ảnh bài phỏng vấn trên VOA tiếng Việt. Thứ nhất, lời khai của các bị cáo và một số nhân chứng thể hiện rất nhiều mâu thuẫn, không đủ cơ sở kết luận trưởng là chủ mưu. Nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng của vụ án này lại không làm rõ. Họ chỉ dựa vào lời khai đầy mâu thuẫn của Vũ Toàn Trung, là một trong ba bị cáo của vụ án, cũng là một con nghiện heroin rất nặng và lời khai của Nguyễn Thị Lan Phương là người yêu của Vũ Toàn Trung để buộc tội trưởng có lúc Vũ Toàn Trung khai hôm nay tôi mới nói sự thật. Như vậy lấy cơ sở nào để kết luận lời khai nào trong rất nhiều lời khai của Vũ Toàn Trung là thật. Trưởng khẳng định trong buổi tối xảy ra vụ án 14 tháng 7 2007, trưởng không có mặt tại hiện trường. Tại thời điểm đó, trưởng đang về thăm nhà và gặp gỡ một số người bạn tại quê của trưởng ở xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cách hiện trường vụ án gần 40 km. Theo hồ sơ, Vụ án xảy ra vào tầm 21 giờ ngày 14 tháng 7 2007. Lúc này trời mưa rất to. Nhưng đến tầm 15 giờ 30 phút ngày hôm sau, 15 tháng 7 2007, cơ quan điều tra mới tổ chức khám nghiệm hiện trường. Luật sư nhận xét đây là một vi phạm rất nghiêm trọng vì mười mấy tiếng đồng hồ sau, trong khi trời mưa thì làm sao mà còn dấu vết. Những dấu vết quan trọng chắc chắn đã bị mất đi hoặc có thể những vật chứng tại hiện trường cũng bị xáo trộn, cũng bị thất lạc. Thứ hai, theo luật sư Hòa, công tác thu giữ vật chứng của vụ án cũng rất tùy tiện. Vật chứng đầu tiên là áo mưa, áo cảnh sát và dép của nạn nhân được Thượng sĩ Phạm Ngọc Quang, Công an, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Người đến hiện trường đầu tiên đem gửi ở phòng bảo vệ của công ty New Hope, ngay cạnh hiện trường vụ án. Vật chứng thứ hai là điện thoại di động và khẩu súng ngắn K59 với băng đạn còn một viên của thiếu tá sinh lại được giao cho Phạm Ngọc Quang, mang đi đâu thì không rõ. Đến hơn 1 giờ ngày 15 tháng 7 2007 mới được lập biên bản thu giữ, rồi đến 17 giờ cùng ngày mới làm thủ tục niêm phong. Hình ảnh truyền thông đưa tin về việc Nguyễn Văn Trưởng kêu oan từ năm 2014. Thứ ba căn cứ vào các dấu vết để lại trên áo và thi thể của nạn nhân nguyễn văn sinh không thể nói rằng nạn nhân chỉ bị tấn công bị tác động tại hiện trường mà có thể bị tấn công trước đó tại một địa điểm khác luật sư đặt nghi vấn rằng nơi thiếu tá sinh bị giết chết chưa hẳn đã là hiện trường chính của vụ án theo hồ sơ bản giám định pháp y của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận các vết hằng xây sát trên da vùng thắt lưng của nạn nhân là do một vật cứng có cạnh tiếp xúc dài hẹp gây ra ngoài ra còn có các tổn thương tụ máu ở vùng thắt lưng hai bên do vật tày gây nên nhưng căn cứ vào lời khai mâu thuẫn căn cứ vào hành vi hung khí và dấu vết trên cơ thể nạn nhân thì hoàn toàn không phù hợp và cũng không được thực nghiệm điều tra làm rõ vì các cơ quan tố tụng kết luận hung khí của nhóm trưởng là dao kiếm chứ hoàn toàn không có vật tày vậy biết đâu trước khi bị chém bằng dao kiếm nạn nhân nguyễn văn sinh có thể đã bị tấn công bằng vật tày ở địa điểm khác theo hồ sơ vụ án sau khi bị chém anh sinh dùng súng bắn chỉ thiên ba phát luật sư đặt vấn đề là tại sao anh sinh không bắn thẳng vào người hoặc vào chân để bắt sống những đối tượng tấn công mình vì lúc ấy anh đang thi hành nhiệm vụ luật hoàn toàn cho phép Thêm nữa, cơ quan điều tra không làm rõ dấu vân tay trên cò của khẩu súng của anh Sinh có phải là dấu vân tay của thiếu tá Nguyễn Văn Sinh hay không, hay là của người khác. Một vấn đề nữa, luật sư Hòa cho biết, ban đầu trưởng bị bắt giữ vì thiếu giấy tờ sau khi kiểm tra hành chính vào rạng sáng ngày 3 tháng 8 năm 2007, sau đó mới chuyển sang giam giữ vì nghi tham gia giết người. Ngày 4 tháng 8 năm 2007, em trai của Nguyễn Văn Trưởng là Nguyễn Trọng Đoàn xin được xác nhận của một số nhân chứng khẳng định là họ đã gặp Trưởng trong buổi tối ngày 14 tháng 7 năm 2007 tại quê ở Hải Dương, tức là Trưởng không có mặt ở hiện trường vụ án. Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Đoàn cầm đơn khiếu nại của mẹ mình và các giấy tờ xác nhận của khoảng 7 nhân chứng đem nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Phòng thì bị bắt khẩn cấp luôn về tội che giấu tội phạm. Luật sư cho rằng việc bắt khẩn cấp Đoàn là nghiêm trọng, vì nếu như vụ án của Nguyễn Văn Trưởng được lật lại thì cũng phải làm rõ việc cơ quan điều tra, công an Hải Phòng bắt Nguyễn Trọng Đoàn, em ruột của Nguyễn Văn Trưởng là đúng hay sai. Nguyễn Trọng Đoàn cũng rất oan ức. Tại phiên tòa phúc thẩm, các luật sư bào chữa cho trưởng đã đề nghị hội đồng xét xử cho mời các nhân chứng xác nhận ngoại phạm cho trưởng đến tòa để làm rõ, nhưng không được chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đề với bản tin Những bằng chứng oan sai trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng Tòa án cần xét xử theo hướng tha bỏ sót còn hơn giết nhầm để tránh oan sai Ngày 7 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài Ân xá là giải pháp nhân văn hợp lý cho Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải Tác giả cho rằng ép cung là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến án oan chừng nào còn có ép cung thì chừng đó án oan còn nhiều. Các vụ án oan chấn động Việt Nam như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Chiến đều là hậu quả của ép cung. Hình ảnh status trên Facebook của Nguyễn Ngọc Chu. Theo tác giả, vụ án Nguyễn Văn Chưởng là một vụ án bị ép cung. Nhiều nhân chứng và bị can trong vụ án Nguyễn Văn Chưởng đều tuyên bố trước tòa là bị ép cung. Chẳng hạn như nhân chứng Tuất cho biết vào tối xảy ra vụ án 14 tháng 7 năm 2007, trưởng đi cùng một người bạn đến nhà Tuất. Tốt nhớ chính xác ngày tháng vì hôm đó nhà Tốt thu hoạch dưa hấu lại trùng vào ngày mùng 1 âm lịch. Nhưng Tuất bị đấm, bị còng tay vào ghế và bị giữ suốt cả ngày và dọa bắt, nên sợ và phải rút lời khai. Tác giả nhận định dưới bàn tay các bạo chúa thì thai giết nhầm còn hơn bỏ sót, còn dưới các chế độ dân chủ, văn minh, thì tha bỏ sót còn hơn giết nhầm, tử hình một người khi chưa chứng minh được có tội là một tội ác. Hơn 16 năm ngồi tù của Nguyễn Văn Trưởng và gần 16 năm ngồi tù của Hồ Duy Hải khi chưa chứng minh được có tội là oan sai khủng khiếp. Hơn nữa, theo tác giả, Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải còn bị kết án tử hình, Nguyễn Văn Trưởng đang bị đề nghị thi hành án, còn Hồ Duy Hải thì đang chết dần chết mòn trong tù nguyễn văn trưởng và hồ duy hải bị kết án oan trong các nguyên nhân dẫn đến án oan của nguyễn văn trưởng và hồ duy hải không loại trừ có các thế lực quyết buộc tội chết cho họ bởi thế hai vụ án oan này sẽ không thể kết thúc theo trình tự pháp lý thông thường tác giả bình luận cuộc chiến bảo vệ lẽ phải với thế lực quyết buộc tội chết sẽ kéo dài thời gian cầm tù của nguyễn văn trưởng và hồ duy hải Giải pháp nhân văn, hợp tình, hợp lý, hợp pháp cho cả hai vụ án này đó là ân xá. Và tác giả đề xuất nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9, Võ Văn Thưởng nên sử dụng quyền ân xá đối với Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Ân xá cho Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải là giải pháp duy nhất đúng để tránh được án oan tử hình và án oan cầm tù 16 năm với những người vô tội hình ảnh ba con hưu do tử tù nguyễn văn trưởng đang bằng sợi ni lông với ba chữ cái trước ngực ghép lại thành chữ oan không phải là vì ghi danh lịch sử mà vì công lý và nhân văn vì thực thi quyền hạn của nhân dân giao cho lệnh ân xá là của nhân dân trao quyền cho chủ tịch nước lịch sử các vụ án chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ ghi nhận công trí và nhân của võ văn thưởng vì đã thực thi một lệnh ân xá nhân văn hợp lý hợp tình cho Nguyễn Văn Trưởng và Hồ Duy Hải. Tác giả đề xuất ba biện pháp có thể giúp các án oan thuyên giảm đó là thứ nhất phải gấp rút đưa các biện pháp hữu hiệu để chấm dứt ép cung chưa chấm dứt ép cung dưới mọi hình thức thì sẽ còn hàng ngàn án oan động trời nữa thứ hai khi tất cả các cơ quan gồm các cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án nhất trí tuyệt đối về buộc tội mà còn đầy án oan. Bởi vậy với các án liên quan đến tử hình khi còn khác biệt quan điểm giữa các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án thì dứt khoát phải chưa kết tội tử hình, tha bỏ sót còn hơn giết nhầm. Thứ ba, sớm áp dụng trí tuệ nhân tạo trong xét xử để giảm bớt sai lầm, tránh được tác động có chủ ý của các nhân tố ngoại lên quá trình xét xử, rút ngắn thời gian xử án và giảm bớt được số lượng các vụ án tồn động tác giả kết luận đọc các bức thư kêu oan của Nguyễn Văn Chưởng theo trên áo trên hình thú mà thấm đẫm nước mắt chỉ có oan ức ngút trời mới khiến con người có được nghị lực và mưu trí để gửi lại trăn trối để cứu vớt cuộc sống quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin tòa án cần xét xử theo hướng thà bỏ sót còn hơn giết nhầm để tránh oan sai quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d